Hôm nay ta đi vô ba trên con xe Toyota. Ok. Hôm nay ta đi vô ba trên con xe Toyota. Từng dùng là chai whisky chứ không phải Coca Cola. Biết tao sẵn nhìn biết sang đều nên các em gái nhìn anh thấy yêu. Nhưng hôm nay sao đèn trời quá nhà cứ gặp thân thái cứ phiêu. Quán màn bên nâng lên chào hỏi nhìn anh ngập ngừng em không chịu nói. Ngừng trong sao quá nóng bỏng bao nhiêu chàng trai sao mà chịu nổi. Em theo anh thì chắc về chẳng tại vì anh đây ít có lành mạnh. Nhà anh ngay thích mình mạnh nhưng chối em lại thì anh không đánh. Lại thích tình mình mình bị chứng anh đứng như hoa anh đơm vào lòng. Em hỏi tình yêu màu gì anh liền trả lời tình yêu màu hồng. Em sướng chưa? Em sướng. Ây dô, em hít đi em. Em xích, em xích đi.